Chào mừng các bạn đến với bản tin bóng đá sáng ngày hôm nay, 15 tháng 12. Những diễn biến mới nhất về bóng đá Việt Nam sẽ được chuyển đến với các bạn thông qua bản tin ngay sau đây. Mời các bạn cùng đón nghe. Huấn luyện viên dùng độc chiêu hạ Indonesia. Các bạn thân mến, tuyển Việt Nam của chúng ta đã không hề chủ quan sau hai chiến thắng. Điều này đã thể hiện qua việc huấn luyện viên đã rất bất ngờ cho các học trò xem kỹ băng ghi hình để đưa ra đánh giá về đối thủ Indonesia Chiều ngày 14 tháng 12, tuyển Việt Nam đã có bài tập cuối cùng trước trận gặp Indonesia. Tại cuộc họp chuyên môn chuẩn bị cho trận đấu này, huấn luyện viên Park Hang-seo đã rất bất ngờ đưa ra yêu cầu đặc biệt là từng cầu thủ phải đưa ra ý kiến đánh giá về điểm mạnh, điểm yếu của đội tuyển Indonesia cũng như là đề xuất các giải pháp để hướng tới kết quả tốt nhất. Thực sự điều này đã khiến cho các cầu thủ là không hề lơ là, buộc họ phải xem đi xem lại băng ghi hình các trận đấu của Indonesia để có được những phân tích đánh giá ở góc nhìn của riêng mình rồi báo cáo với huấn luyện viên Sơ. Thầy trò huấn luyện Park đều đã sẵn sàng về mọi thứ từ tinh thần, sức khỏe, lực lượng cho đến chiến thuật. Chiến lược gia người Hàn Quốc cũng đã tham gia đá ma cùng các học trò để tạo không khí vui vẻ trong đội. Như đã biết là sau hai chiến thắng liên tiếp thì tinh thần của các cầu thủ là rất hứng khởi và tự tin. Tuy vậy, thầy Park đã sớm có biện pháp định hướng cho các học trò là giữ đôi chân trên mặt đất để hướng đến mục tiêu kế tiếp các tuyển thủ Việt Nam cũng tập trung trong buổi tập ngày hôm qua. Ở trận gặp Indonesia tới đây sẽ là cơ hội để cho các cầu thủ như Xuân Trường, Bùi Tiến Dũng có lẽ sẽ được trao cơ hội. Tiến Linh cũng đã lấy lại được cảm giác ghi bàn. Anh có những pha xử lý không như ý ở hai trận đầu áp cấp 2021. Trận gặp Indonesia là thời cơ tuyệt vời để cho Tiến Linh tỏa sáng. Ở vòng loại thứ hai World Cup 2022, anh đã ghi bàn vào lưới đối thủ này. Thời điểm này thì tuyển Việt Nam đang đảm bảo lực lượng 100% khi không có cầu thủ nào bị chấn thương hay gặp vấn đề về sức khỏe. Tại đợt xét nghiệm PCR ngày 14 tháng 12 thì tất cả các thành viên đội tuyển đều có kết quả âm tính với Covid-19. Sáng 15 tháng 12, cả đội sẽ tiến hành test nhanh đúng quy định của ban tổ chức cấp cấp. Indonesia đầy dễ điểm yếu, tuyển Việt Nam cần làm gì để khai thác triệt để? Các bạn thân mến, đội tuyển của chúng ta cần khai thác những điểm yếu của Indonesia để tiếp tục giành kết quả tốt qua đó chính thức có vé đi tiếp tại Áo Cup 2021 và dưới đây là 4 điểm yếu đã lộ ra của đội tuyển Indonesia. Thứ nhất, hàng phòng ngự lòng lẻo. Dù có thành tích toàn thắng sau hai trận đầu tiên, nhưng đó là những trận đấu mà Indonesia đều để thủng lưới. Trước Campuchia và Lào, hàng thủ của Indonesia tỏ ra lỏng lẻo, thiếu sự liên kết bọc lót hay để lộ những khoảng trống. Ông Sindayang đã có rất nhiều thay đổi về nhân sự ở tuyến phòng ngự trong hai trận đã qua, kể cả vị trí thủ môn. Điều này cho thấy là chiến lược gia người Hàn Quốc vẫn chưa tìm ra được những cái tên ưng ý ở phía trước khung thành của đội bóng của mình. Việt Nam hiện đang sở hữu những nhân tố có tốc độ, có kỹ thuật và khả năng chớp thời cơ trên hàng tấn công như Công Phượng, Quang Hải hay Tiến Linh. Lối chơi pressing tầm cao sẽ là thứ vũ khí lợi hại có thể khiến những hàng thủ Indonesia phạm sai lầm ở trận đấu sắp tới. Điểm yếu thứ hai là tấn công chưa đa dạng. Đoàn quân của ông Sin De yang đã có những giây phút bế tắc trong những phương án tấn công trước hai đối thủ Lào và Campuchia. Họ thường tổ chức đánh biên với sự dâng cao của Asnavi rồi thực hiện đường truyền vào trong khu vực cấm địa cho các tiền đạo dứt điểm. Hầu như là các pha tấn công đều qua chân nhạc trưởng Evanimas. Văn Thanh hay Nguyễn Phong Hồng Duy sẽ đóng vai trò chủ đạo trong việc đảm bảo an toàn ở hành lang biên của Indonesia. Các trung vệ cũng cần thể hiện khả năng chọn vị trí, phán đoán để cản phá những pha tạt bóng của đối thủ. Tuấn Anh cần phát huy khả năng đánh trận để khóa chặt ngồi nổ Evanimas. Điểm yếu thứ ba, thể lực giảm vào cuối trận. Ở hai trận đấu vừa qua, các cầu thủ trẻ Indonesia đã thể hiện tinh thần thi đấu rất máu lửa. Họ lựa chọn lối chơi tấn công giàu tốc độ và áp đặt lên đối thủ. Tuy vậy thì đó là lý do mà đội bóng này tỏ ra là đuối sức vào thời điểm cuối trận. Điển hình ở trận gặp Campuchia, chỉ trong 20 phút cuối, Indonesia đã để cho Campuchia liên tục ép sân và tạo ra nhiều tình huống sóng gió trước không thành của thủ môn. Đoàn quân của ông Park Hang-seo cần đẩy nhanh tốc độ ở trận đấu vào giai đoạn cuối trận khi mà thể lực của đối thủ đã không còn đảm bảo để tìm kiếm bàn thắng. Các bài tấn công đa dạng của Việt Nam có thể tạo ra sự khác biệt khiến cho Indonesia lúng túng. Và cuối cùng là kinh nghiệm thi đấu. Ông Shin mang đến AFF Cup lần này với 9 cái tên dưới 21 tuổi. Đội hình bao gồm nhiều gương mặt trẻ giúp cho Indonesia chơi với tinh thần máu lửa và đầy quyết tâm. Tuy vậy thì họ vẫn còn thiếu kinh nghiệm, thường xuyên xuống tinh thần nếu nhận bàn thua và không đứng vững trước sức ép, Việt Nam cần khai thác điểm yếu này của đối thủ để giành lợi thế. Thầy trò seo nên triển khai lối chơi chủ động, áp đặt thế trận, qua đó khiến cho tinh thần của họ bị ảnh hưởng. Với sự thiếu kinh nghiệm, các cầu thủ trẻ của Indonesia dễ phạm những sai lầm khi bị ép sân và đó là cơ hội để cho chúng ta tìm kiếm bàn thắng trong cuộc so tài vào ngày 15 tháng 12. Báo Indonesia hí hưởng với tổn thất bằng móng tay của tuyển Việt Nam. Các bạn thân mến, chỉ ra mối lo lớn với tuyển Việt Nam xong thì truyền thông Indonesia vẫn sợ đội nhà sẽ phải chịu kết cục thất bại trước thầy trò HLV Park Seo. Trận đấu giữa tuyển Việt Nam gặp Indonesia vào tối 15 tháng 12 thực sự là có ý nghĩa quyết định cục diện bảng B tại AFF cup Nếu giành chiến thắng thì thầy trò HLV Park Seo coi như chắc chắn tiến vào bán kết với ngôi Nhật Bản. Một ngày trước thềm trận đại chiến này thì một số phương tiện truyền thông ở Indonesia đã phân tích về trận đấu. Cụ thể, tờ Bola bên cạnh việc phân tích về phong độ và thành tích đối đầu của hai đội đã đưa ra quan điểm cho rằng ông Park Hang-seo có một mối lo lớn, đó là khả năng ra sân của ba trụ cột bao gồm Thành Trung, Văn Đức và Tiến Linh. Tuy nhiên thì tờ Bola vẫn tỏ ra mối lo lắng rằng đội nhà sẽ phải thất bại trước thầy trò ông Park Hang-seo. Cụ thể, tờ này phân tích. Tuyển Việt Nam thể hiện phong độ rất tốt trong hai trận đầu tiên tại Áp Cấp. Họ ghi được 5 bàn và lưới đội tuyển Lào và Malaysia chưa để thủng lưới bàn nào. Về cơ bản thì tuyển Việt Nam vẫn được đánh giá cao hơn ở khả năng giành chiến thắng trong cuộc đọ sức với Indonesia. Tuy nhiên thì tuyển Việt Nam gặp mối lo lớn là trở ngại phải đối mặt đó là khả năng ra sân của ba cầu thủ chủ chốt. Ba cầu thủ này đều gặp vấn đề về sức khỏe sau trận gặp Malaysia bao gồm Nguyễn Thành Trung, Phan Văn Đức, Nguyễn Thiên Linh Thành Trung là cầu thủ quan trọng vừa bị sưng đầu gối, được thay thế bởi Bùi Tiến Dũng. Khả năng ra sân của cầu thủ này ở trận gặp Indonesia vẫn còn bị nghi ngờ. Tuy nhiên, tình huống này không khiến cho ông Park Hang-seo phải nao núng, ông ấy tỏ ra rất tự tin rằng Việt Nam có thể giành chiến thắng. Tuyển Việt Nam đang có nhiều cơ sở để thực hiện hóa mục tiêu, nếu giành 3 điểm, họ sẽ chắc chắn vào bán kết. Các bạn thân mến như đã biết là Thành Trung, Văn Đức và Tiến Linh, ba cầu thủ của chúng ta đều gặp vấn đề nhỏ về sức khỏe. Thậm chí là có thể ra sân ngay trận đấu với Indonesia. Tuy nhiên giả sử nếu có không kịp hồi phục ở trận đấu gặp Indonesia, thì trường hợp Thành Trung đã có Bùi Tiến Dũng, bên cạnh đó chúng ta còn Trung Vệ, Đình Trọng. Trường hợp Phan Văn Đức chúng ta đã có Văn Toàn. Còn Tiến Linh như đã biết là ở trận đấu gặp Malaysia, anh chỉ vào sân từ bằng cái dự bị. Và giả sử là không kịp bình phục chúng ta đã có Công Phượng, bên cạnh đó còn có Đức Trinh. Đây không hẳn là những mối lo lớn đối với HLV Park Seo. Trong khi đó thì một tờ báo khác là tờ Tribune News cũng phân tích về phong độ và lực lượng rồi thừa nhận rằng là Indonesia rất khó đánh bại thầy chó Park Seo. Đối với đội tuyển Indonesia, trận đấu gặp Việt Nam vào tối ngày 15 tháng 12 sẽ rất quan trọng. Trận này sẽ quyết định cơ hội của bán kết áp cấp của đội tuyển Indonesia. Indonesia vừa có sự bổ sung của hậu vệ Ricky. Trong khi đó thì tin xấu ập đến với trung vệ Utomo, khả năng sẽ không kịp bình phục chấn thương để đối đầu với tuyển Việt Nam trong khi đó thì trước thềm trận đại chiến thì tuyển Việt Nam dường như đã chọn cách xả hơi và thư giãn. Họ chỉ có những buổi tập nhẹ và ông Park Hang-seo chỉ yêu cầu các cầu thủ vận động nhẹ nhàng, chạy bộ và đá bóng ma. Đáng lưu ý là các tờ báo của Indonesia lựa chọn Lưu Xuân Trường ở vị trí tiền vệ trung tâm chứ không phải là Nguyễn Tuấn Anh, cầu thủ xuất sắc nhất ở trận đấu trước gặp Malaysia. Thái Lan có sân ngầm bất ngờ, chỉ còn thứ nhất tuyển Việt Nam sở hữu niềm tự hào lớn tại Áp Cấp các bạn thân mến, Thái Lan đã không giữ được niềm tự hào giữ sạch lưới tại Áp Cup năm nay sau khi bị đội tuyển Philippines gieo sầu. Như đã biết ở trận đấu thứ 3 của mình tại Áp Cup thì Thái Lan đã bất ngờ phải nhận một bàn thua trước đội tuyển Philippines. Tình huống dẫn đến pha làm bàn của đội tuyển Philippines xuất hiện ở phút 57 trong bối cảnh mà không ai ngờ. Tiền đạo Patrick Rachel đã lao vào vùng cấm và thực hiện cú sút không thể cản phá làm tung lưới Thái Lan. Trước đó thì trung vệ Manuel Bia của Thái Lan đã mắc sai lầm Cú đánh đầu phát bóng nửa vời của cầu thủ này đã tạo cơ hội cho cầu thủ Philippines băng lên dứt điểm. Dù sau đó Thái Lan vẫn giành chiến thắng với tỷ số 2-1, tuy nhiên bàn thua trước đội tuyển Philippines đã để lại nhiều nỗi lo cho huấn luyện Mano Polking trong không phòng ngự. Như vậy là Thái Lan đã không thể bảo toàn thành tích giữa sạch lưới áp cấp 2 1. Giờ đây chỉ còn duy nhất Việt Nam là chưa phải nhận bất cứ bàn thua nào tại giải này. Thầy cho huấn Park Seo thắng Lào 2-0, Malaysia 3-0. Đội bóng của chúng ta hiện cũng đang xếp ở vị trí thứ hai bảng B với 6 điểm, bằng điểm với Indonesia nhưng kém về hiệu số bàn thắng bại. Nếu thắng chính đối thủ này vào trận đấu ngày 15 tháng 12, tuyển Việt Nam chắc chắn giành vé đi tiếp và bán kết. Dưới thời huấn luyện viên thì đội bóng của chúng ta toàn thắng trước Indonesia, tỷ số lần lượt là 3-1, 4-0, trong đó chiến thắng 4-0 là dưới thời ông Shin tại vòng loại thứ hai World Cup. Trên đây là những tin tức bóng đá mới nhất trong buổi sáng ngày hôm nay, 15 tháng 12 cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo